sở nội vụ vừa có văn bản đôn đốc các sở ban ngành mặt trận tổ quốc đoàn thể cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc triển khai thực hiện quy định tiêu chí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đánh giá xếp loại thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh bắc ninh theo đó, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị quán triệt quyết định số 217 của Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ đánh giá việc thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và coi đó là cơ sở quan trọng để đánh giá xếp loại thi đua, bình xét khen thưởng cho các tập thể cá nhân thuộc địa phương, cơ quan đơn vị mình quản lý. Thường trực hội đồng thi đua khen thưởng của các địa phương, cơ quan đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ tham mưu tổ chức thực hiện đúng hiệu quả các nội dung quy định tại quyết định. Các đơn vị truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay cách làm mới các điển hình tiên tiến trong thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh